Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Sled Push. Đây là một cái bài mà sẽ đẩy nhịp tim các bạn lên rất là cao và đồng thời thì nó cũng sẽ giúp các bạn tăng được sức mạnh nữa. Những cái bài như thế này thì sẽ rất là phù hợp cho bạn nếu mà bạn có mục tiêu là giảm mỡ chẳng hạn. Và bây giờ thì bạn Hoàng Bi sẽ thực hiện bài Sled Push. Trong bài này thì các bạn hãy lưu ý là trong lúc tập phải giữ thẳng lưng, tuyệt đối không nín thở, giữ đầu gối theo hướng mũi chân. Các lỗi hay mắc phải trong bài này đó là khi tập các bạn bị cong lưng. Và lúc di chuyển thì đầu gối bị đổ vào phía trong